Livestream mukbang chắc không còn quá xa lạ gì đối với chúng ta. Có người nổi lên nhờ sự dễ thương duyên dáng của mình. Nhưng cũng có những người nhờ vào những chiêu trò của mình chỉ trong một đêm bỗng trở nên nổi tiếng khắp cõi mạng. Tuy nhiên, sự nổi tiếng ấy cũng là một con dao hai lưỡi. Mà chơi dao lắm thì cũng có ngày đứt tay. Trúc là một streamer mukbang đang chống chọi với chuỗi ngày vlog không hồi kết của mình. Dù rất muốn nổi tiếng nhưng vận may không đủ. Cho dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể nào vượt qua được Amy, cũng là một nữ streamer mukbang. Hai người làm chung một công ty nhưng lại có khoảng cách rất lớn. Amy dựa vào ưu thế là cặp loa siêu khủng trước ngực nên dễ dàng trở thành người hot nhất công ty. Trúc thì chỉ có thể ngậm ngùi và tiếp tục vlog. Nhưng cô vẫn không cam tâm, ngày nào cũng canh bảng xếp hạng trên công ty, nhưng lần nào cũng thất vọng. Thứ hạng bây giờ của cô còn không lọt được vào top 50. Khi cô đang vô cùng hoài nghi về khả năng của mình thì trên điện thoại bỗng xuất hiện một tin nhắn. Sang ngày hôm sau, Trúc đã khiến tất cả mọi người xem livestream phải bất ngờ. Vừa vào món khai vị mà cô đã đòi xử lý một tô bún mắm tận 3,5 kg. Dạ đúng rồi, 3,5 kg nha, 3,5 kg nhích nhẹ xíu ha. Rồi bây giờ em sẽ ăn cho mọi người coi luôn. Nó nhiều mất hay đúng không ạ? Bây giờ em ăn luôn cho mọi người nha. Rồi. Sau khi xử lý xong tô bún mắm, Trúc có hơi bất ngờ về khả năng của mình mà bất giác cười thành tiếng. Khán giả tặng bông liên tục, Trúc không muốn làm gián đoạn sự hưng phấn của họ để lấy một phần bún khác ra. Em ăn mà ớt á, mặt bắt đầu em lên nha. Nhưng dường như bụng của cô ta không biết no, ăn hết tô này đến tô khác, gắp từng đũa thật đầy nhét vào miệng. Sau khi ăn hết tô thứ 4, thứ hạng của Trúc cuối cùng cũng thăng hạng, dường như khoảng cách đến ước mơ của cô cũng không còn xa. Bây giờ Trúc đã không còn flop như trước đây nữa, thu nhập cũng tăng cao hơn. Mà những gì hôm nay cô có được, tất cả là nhờ vào tin nhắn hôm đó. Trước đó có lần, Trúc ăn đến mức nhập viện. Bác sĩ khuyên cô nên từ bỏ cái nghề này đi, không có ngày thủng bao tử. Trúc muốn nghỉ lắm, nhưng cô đã bị công ty trói chân bởi cái này. Cho đến khi tin nhắn ấy hiện lên, nội dung bên trong giới thiệu một loại thần dược, ăn hoài không no. Chỉ là tác dụng phụ của nó là gì thì đến giờ vẫn không ai biết. Chỉ cần chấp nhận đăng ký thì sẽ có người giao thuốc đến tận nhà. Trúc nửa tin nửa ngờ, nhưng cô vẫn lựa chọn dùng thử. Không ngờ, hiệu quả của nó còn vượt xa những gì cô tưởng tượng. Từ đó về sau, Trúc như chơi game mà dùng hack vậy, mỗi lần livestream là thứ hạng của cô lại tiếp tục tăng lên. Sau đó, sức ảnh hưởng của cô trong công ty càng lúc càng lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị trí của Amy trong công ty. Có lần, khi Trúc đang livestream thì đọc được một bình luận khiến cô hết sức khó chịu. Ở bên đây không có cái loại đó, muốn coi bên Amy mà coi. Đương nhiên, câu nói này đã lọt vào tai của Amy. Thế là ngày hôm sau, mấy con mới lên á, nó láo dễ sợ luôn vậy á. Mày vô đây làm gì vậy? Tụi bay vô đây làm trò gì đây? Em đang live stream đó. Chị chào fan em đi. Nè, tao làm nền cho mày hả? Mày hết chuyện để câu like hay gì? Bình tĩnh. Em tính hỏi chị á, chị là cái loại gì mà sao chị bự? Nè, hai streamer nổi tiếng quánh nhau trên livestream khiến dư luận một phen dậy sóng. Ông chủ cũng vô cùng nhạy bén, nhìn thấy tiềm năng trong sự việc này. Nếu như để hai streamer mukbang này đấu với nhau, chắc chắn còn hấp dẫn hơn cả đánh nhau. Lợi ích gấp đôi, ông chủ liền tổ chức một cuộc thi mukbang lớn nhất từ trước tới giờ. Giải thưởng vô cùng hấp dẫn, đó là một căn hộ 2 phòng ngủ, trị giá 5 tỏi. Ăn vậy thôi mà cũng trúng được căn nhà đó hả? Thì tôi nghĩ làm review mẹ rồi. Quả nhiên, như dự đoán của họ, cuộc thi bùng nổ và có đột hot cực cao trên mạng. Những streamer nổi tiếng khắp cả nước cũng được mời đến sự kiện lần này. Khi món đồ ăn đầu tiên được bưng lên bàn, mấy streamer liền bắt đầu ăn như hổ đói. Mà tốc độ của họ cũng ngang nhau, chỉ có Trúc đã uống thuốc, dường như thắng nhỉnh hơn một tí. Vòng thứ hai, họ phải đối diện với một món rất khó xơi. Đó chính là mì gà siêu nóng siêu cay. Vừa nhìn vào tô mì cay thôi là tôi đã thấy đau bao tử rồi. Và tất nhiên, nó cũng khiến cho phần lớn thí sinh phải bỏ cuộc, chỉ có số ít vượt qua được vòng này. Nhưng món ăn tiếp theo đây đã khiến cho các thí sinh không thể giữ bình tĩnh được nữa. Đó là một đĩa côn trùng, đủ loại, dế, châu chấu, gì cũng có. Mà sau khi vòng đó kết thúc, chỉ còn có Trúc và Amy là còn ở lại. Vì để chọn ra hạng nhất cuộc thi, hai cô gái đã tiến vào vòng chung kết với một bàn đồ ăn đủ thứ loại trên đời, tổng tất cả là 60 kg. Nhưng lần này, thể lệ của vòng chung kết có khác một chút so với các vòng trước, rằng trong vòng 1 tiếng, thí sinh nào được khán giả tặng nhiều bông nhất hoặc ăn hết 30 kg thức ăn trên bàn thì sẽ trở thành người chiến thắng. Cuộc thi về mukbang mà không chấm điểm ai ăn nhiều, mà chấm điểm ai nhiều sự ủng hộ thì chiến thắng. Rõ ràng thể lệ như vậy có phần thiên vị cho Amy. Cô ta chỉ cần ngồi chơi,
sờ ít trái cây, rồi làm vài trò. Chẳng hạn như ăn chuối không cần lột vỏ là khán giả đã tặng bông cho cô ầm ầm rồi. Bên này, Trúc có vẻ như không thể giữ bình tĩnh được nữa. Cô bắt đầu lao vào ăn ngấu nghiến. Vì lúc này, tác dụng phụ khi sử dụng thuốc trong thời gian dài đã phát tác. Tâm trí cô dần trở nên mơ hồ, thậm chí còn không nhìn thấy được gì ở trước mặt, nhưng tay thì vẫn bốc đồ ăn cho vào miệng một cách điên cuồng, khiến tất cả người xem cũng phải bất ngờ. Wow! Trúc 3289, Amy 3312 đang rượt đuổi nhau rất mãnh liệt. Vì muốn là người chiến thắng cuộc thi này, Amy đã tung ra tuyệt chiêu cuối của mình. Cô cởi áo ngay trên sóng livestream. Chiêu này đúng là rất có hiệu quả. Trúc bên này cũng không thua kém, cô ăn sạch hết đồ ăn trên bàn, không chừa một thứ gì, số bông của cô cũng không thua kém MB là bao. Nhưng, đột nhiên, có máu từ miệng Trúc chảy ra. Lúc này, mọi người mới kinh hãi phát hiện rằng Trúc đã ăn luôn ngón tay của mình. Nhưng dường như, cô có ăn tới chết, cũng không thấy no. Cô nhìn Amy đang khoe cặp loa với khán giả trước mặt.